Rồi, em Di Cá chào tất cả anh em ạ. Thì sới hôm nay em lại tiếp tục lên một cái video anh em xem một mớ máy này anh em nha. Đây, và trong thùng máy thùng Hilti thì có thùng Hilti có con sống con chết anh em nha. Và còn ít mớ máy cắt xăng nữa nè. Máy xăng nữa, mới môi ra nữa anh em. Còn con rửa xe kia nữa kìa. Rồi cái này. Đó, nhiêu đó thôi anh em nha. Lại còn hai con máy lớn, máy cắt sắt ba pha nằm ở trong nữa. Thì em có giới thiệu luôn thì tất cả là máy điện 100V đây nè. Toàn bộ máy điện 100V thì coi như là một chút xíu em sẽ test cho anh em xem, nói chung là chạy ngon lành cành đào hết rồi. Đấy. Còn riêng cưa xăng này thì em bán lấy phụ tùng nha. Cưa xăng này em bán lấy phụ tùng. Đó, và toàn bộ là hàng bên em là bao ship anh em nha. Hàng bên em là bao ship, còn con này là bán em yêu khoa học nha. Đấy, con này chỉ là bao ship thôi, không bao gì đâu anh em ơi. Đấy. Rồi cái này thì nó là toàn bộ là bao ship và giá đây. 450.900, 1.400.000. Đây 1.000.000 mấy. Đó, giá thì em có in lên trên đây anh em. Anh em nhìn kỹ cái giá tiền và mã số ở phía sau. Thì anh em nhìn cái mã số đây. Một chút xíu ghi mã số, sau đó gọi trực tiếp vào hai số điện thoại để bên dưới. Sau đó nhân viên sẽ chốt cho anh em theo cái mã số ghi lên trên máy nha. Chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước cho em mỗi đơn hàng 100k trở lên. Tùy theo con máy nặng nhẹ anh em nha. Ví dụ như những con này anh em cọc cho em 300-400 nha. Tại nó nặng lắm, nó nặng 30kg luôn. Rồi còn lại em sẽ code về đến nhà. Khi nhận hàng anh em vui lòng cui thùng ra kiểm tra đúng với hàng của mình thì anh em chọn, anh em thanh toán sau phần còn lại. Còn nếu mà sai sót hoặc là bởi vỡ cái gì đó thì cái quan trọng là bởi vỡ nhiều anh em nha. Đó, bởi vỡ thì nó hơi nhiều, cho nên là anh em khui thùng ra kiểm tra coi như bởi thì gọi lại cho em. Còn nếu như không có cái gì hết thì đúng với hàng của anh em đặt thì anh em thanh toán sau, thế là xong thôi. Và đặc biệt em xin nhắc lại nha, nó là toàn bộ điện 100V anh em nha, toàn bộ luôn, tất cả luôn là điện 100V. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ quay từng con này trước đi. Mã nhiêu á? 176 hả? Quay xong tắt ở đây luôn. Rồi 176, con này 1.700.000 và số ký của nó có luôn anh em nha. 2 triệu. Nó này nó bị kẹt. Đó, đề ba bạc đạn. Đôi đời ba bạc đạn nó hơi rít anh em nha. Đó. Chạy ngon lành lắm, nhưng mà coi như là đời ba bạc đạn nó hơi rít anh em nha, dọn lại ha. Nặng 28kg luôn anh em nha. Khỏe lắm anh em ạ. Bao khỏe luôn anh em. Bạc đạn nó hơi rít anh em nha. Thì cái này thì anh em về xin lại anh em ha. Rồi 176 con này 28kg, 1.700.000, em đấu cái tụ vô đây, em dán cái này lại cho nó khỏi rớt cái tụ anh em. Còn chân cẳng thì còn ok hết á. 1.700.000 là bao ship rồi anh em nha, nặng 28kg. Đấy, dây điện rin luôn, dài luôn anh em nha. Đây. Đó. Rồi, con này nó là mã 176. 176, 1.700.000 luôn. Ra luôn em. Qua đây luôn nè. Qua đây luôn. Đó. Rồi. 177. Mấy nhỏ nhỏ trước đi. Đó rồi. Rồi con 177 này là ngoài khuôn anh em nha. Một con ngoài khuôn. Đây. Đó. Em test luôn đi. Ngoài khuôn anh em ạ. Rồi ok. Chạy không nẹt lửa anh em nha. 177 350k cho em nó luôn. Rồi. Đây là cái đầu ngoài khuôn, mày nó mày cái gì á. 177 350 luôn. Ok anh em nha. Rồi con này 178. 350k luôn. Đó, dây điện ok hết anh em ạ. À. Không nẹt lửa luôn. Ok, giờ xài luôn anh em nha. Mỗi con vệ sinh. 178 350 luôn. Cái này nó cái mẫu mã nó vui lắm. 178 350 luôn. Công suất nó ở bên. Công suất nó ủa. Nãy giờ quên đọc công suất đi chứ. 285. Trong là mấy con này hình như 285 hết á. 325, con này 325 con này. À, rồi. Con này nó là 178 350 luôn. Dây điện ok luôn nha. Rồi con này 179 250 luôn, một đầu mở có. Con này không búa Hitachi nhưng mà nó có đầu mở luôn anh em nha. Đây ok luôn nè. Lắc búa đi em. Lắc búa này nè, bấm xuống. Bấm xuống rồi lắc cái đó. Lắc qua bên kia chứ. Lắc ngược rồi. Bấm xuống. Rồi ok. Được đầu rồi. Đó nhá, em lắc không đúng. Lắc chưa vào chỗ thì sao? Chưa vào khớp.
Điểm mạnh xuống rồi. Không có bố. Mạnh lắc không đúng chứ không khớp á. Chưa vô khớp. Vô bị tập lại. Đó. Cũng không có bố luôn. Kiểu gì ta, ngoại hình nó đẹp lắm anh em nha. Đấy. Rồi, con này tính 230 cho anh em giờ nhà nghiên cứu nha, lắc được coi là sao mất bú được. Đấy. Rồi 230 đi anh em ơi, 179 230 luôn anh em nha. Con này mình nó thần thức nó rất là ok luôn á, dây điện đầu mở có đầy đủ rồi, 179 230 luôn. Giờ anh em tự nghiên cứu ha. Rồi 180 550k thì con này hai đá hai bên cự kiết còn luôn. Con này 125 quá thôi, nhẹ nhàng thôi, chạy ru luôn em ạ. Rồi 180 ring dead đẹp luôn em nha, không bởi không vỡ vậy luôn. Đó, rồi 550 luôn, ok đi luôn em. Rồi con này 171. Ủa, này xem đâu 181. Con này mất một viên đá rồi anh em nha. Con này nó xài đá 100 hoàng hô beto, đá 150. Rồi có tiệm không? Quay lại. Sau nó có tiệm. Đá 150, con này nó là 150W luôn. Đấy, chân cẳng ok anh em nha. Nói chung là hàng hô beto, hàng trung xúc anh em nha. 181 đây. 600k anh em nha. Con này chạy em ru luôn. Bởi viên đá rồi. Cự kiết vẫn còn anh em nha. Chạy em ru luôn. Rồi 161 à 181 chứ. 181 600k cho em nó luôn. Em ru anh em á, giờ xài luôn. Bỏ miếng đánh cước bên nữa anh em nha. Rồi, xài có đá 150. Rồi con này em ru luôn. 182 300k luôn. Đó, 182 em ru luôn nè, im nè anh em nha, im. Nó là một con bơm chim. Đấy, em chưa thôi, em không tháo ra dọn anh em nha. Đấy, gắm điện vô cái em test rồi. Này là anh test rồi nhưng mà nó không chạy, nó bằng inox im ru luôn. Đo cái họng của em, đo cái họng thôi, cái họng của nó đây. Từ đó qua đây là phủ bì nữa là 43 đó, chiều cao 20 27. Rồi rồi quay rộng em, đo cái đít nó đã đo là đo cho hết luôn 14 năm. Rồi 300k anh em về tự dọn hơn, nó có hai đường dây lượng anh em nha. Đây nè, hồi nãy nó có hai đường dây lượng. Đấy, em gắm vô niêm ru à. 182 300k bơm inox anh em nha. Nặng gần 5 kg. 4 mấy gần 5 kg. 184. 183 hả? Rồi 183 408. Rồi con này bào lưỡi 136 bén dưới. Xin được tay rồi. Lật lại đi. Rồi nó ăn luôn miếng da luôn rồi. Rồi ok. Đó. Rồi cái này nó là lưỡi ok nha, lưỡi 136 Makita 480k. Dây điện một nùi luôn em, điều nó có bóng băng keo nha. Ok. Không nẹt lửa nữa nha, con này về xài đi em ơi. Về xài luôn á. Không nẹt lửa không kêu. Rồi mã 183, con này 480k luôn em ơi. 480 luôn. Em chắc anh đi ra quầy kiếm chắc đây, em kiếm chỗ nào em chắc đây. À, chỗ này chỗ đóng hàng mà. Rồi 184 600k Hitachi. Con này nó là đời BH40F 1050W đục 17 ly. Rồi. Bên này hơi đá lửa anh em nha, đục bao khỏe luôn. Nó có hơi đá lửa 1 2 tia. Em này test nồi em, test cái cục sắt đâu rồi? Nãy cục sắt anh dụ đâu? Con này đục khỏe luôn anh em, nãy em test rồi, dây điện ok nè, em đục Hitachi. Anh em giờ dọn lại cổ thang nó sơ và xin lại bạc đạn dầu mới gì đó. Đục được anh em nha, búa giọng nha. Nó có búa, nó hơi nẹt lửa tí xíu thôi. À, anh em về dọn lại ha. Rồi 184 600k luôn anh em nha.
54 600 luôn. Ở đây mấy con nhỏ đi chỗ đi đi dọn em. Dọn. À. Không cần đâu, để thằng Hoàng nó làm được. Em cứ dọn hết mấy cái đồ quậy đi. Rồi 185. Con này là con Hitachi. Đây còn đá điếc đới chân cẳng ok luôn. Rồi, ok hết anh em ạ. À. Sơi sơi 12 SA. Lưỡi 305. Rồi bớt em. Ok luôn em ơi. Con này giờ gắn gắn thay lưỡi xài luôn em, khỏi cần làm gì luôn. Từ từ em đợi cho nó hết hả? Nguy hiểm. Rồi 185, 1 triệu luôn em nha. Con này 1 triệu bao ship em nha, lưỡi 305. Rồi con này 186. Rồi 186, con này 1.400.000, Makita xài đá 3355. Đó, con này chỉ 6 mũi cộng dây điện thôi anh em ơi. Dây điện nó thấy nó hơi đối chân của nó nè. Đấy. Còn sáng này nha, nó hơi mớp mớp, mớp này, lấy bẻ đầu lại ra ra phát thôi xong. Đấy. Lên xuống bình thường. Đây là Makita đá 305. 186, 1.400.000 luôn. Kim chút lửa không ra luôn em. Giá dây điện hơi xấu anh em nha, dây điện thì nó hơi xấu á, dây điện về coi như anh em làm lại công dây điện này hơi xấu. Em mới lôi nó ra luôn anh em. Rồi mã 186, 1.400.000 luôn. Xong luôn lên cái thùng kia trước em. Chơi luôn. Rồi 187. Thì con này nên em coi đỡ nhôm của nó nè, bao đẹp luôn em, ba tay nắm đầy đủ luôn, Hitachi kẹp quá này. Lên xuống bình thường nè nha, qua lại rồi tôi cái này qua lại tuy nó sáng nhưng mà em giật nó qua nè nha. Đó, anh em giờ vệ sinh lại thì cái này anh em nhìn con máy anh em biết vệ sinh nó cũng đơn giản thôi. Máy to này gần 30 kg này nè, con này nặng 30 thôi trong đó em cũng chưa cân nhưng mà loại này nặng tổng 30 không mà. Đấy kẹp phôi 20 này nha, cái đó chân nó rất là ok luôn. Quay lại đó, hàng con này hàng Hitachi đó, Hitachi anh em nha. 1.000 ở trên này đợi nó đợi 30 nhưng mà thì chắc đo nha, đo đó, từ đây qua đây từ không từ đây từ đây. À, tao đi qua tao đi 18 rồi anh em, qua tao đây nó 19 rồi nè, đó. 19 20. Rồi ok. Con này nó là mã 187, 1.500.000 bao ship luôn em nha. Rồi ok. Rồi 188. 188 con này cắm điện vô không chạy. 188 tao từ em. Cắm điện vô nó không chạy anh em nha. Đó, 188, 800k, sát bao ship, cái thùng bao dài, bao to luôn em. 905 nha, con này Hitachi 905 không cần gắm điện đâu em. Hồi nãy em test rồi, nó không có chạy đâu. Gắm điện vô phát là nó lên đèn thôi, nó không có chạy. Bớt công tắc nó không chạy, bắn sát anh em nha. Hitachi 905, nói chung là nó đủ đồ với lại, nó còn nguyên vẹn thôi. Đó, đây. Đó, đây, mũi Hitachi này là còn mũi này. Đó, mũi rất là to. À, mũi 21-22 rồi nè, mũi to còn một mũi thôi. Rồi một cái thùng này thùng cũng không hơi bị bể luôn anh em. 800k anh em về tự dọn nha. Đấy, bán sát luôn, nặng 18 kg anh em, bao nặng luôn. 188 800. Hết rồi em, lên con này đây, con này vô trong cái này. Rồi 189 900. Con này nó là Hitachi TN500X. Đó, một máy một thùng. Đó, một máy là một thùng thôi, dây điện thì em không đấu luôn em nha. Đó, em cắt ra em test thôi, em không đấu đâu. Rồi, okay. Máy chạy êm luôn em nha. Đó, nó hơi hở hở ngay phút này một tí xíu nè. Đó. Hitachi TN500X. Em quay sao em bán vậy luôn anh em nha. Này chức năng của nó. Đó, nó cứng anh em nha, anh em về tự vệ sinh là anh em nha. Theo TTE 500X này
bao cho anh em là mấy con sống thôi. Con này không phải đâu, bỏ cái nắp bên kia, bỏ cái nắp bên kia mà đúng rồi, nó đúng rồi. Rồi ấp này lại nè. Rồi, cái thùng này thì nó không có nắp anh em ạ. À. Rồi con này còn chạy ngon lành anh em nha, 189 900k cho em nó luôn. Rồi 190 800. Con này chạy anh em nha. Này, có túi hút bụi tay nắm đầy đủ, như lại bốn cái mũi hiêu ti này, bốn cái mũi cài chứ em không biết là mũi hiêu ti mũi gì đâu anh em nha. Bốn cái mũi cài nè, hợp kim em thấy cũng còn ok á. Có một cái mũi cuối cùng này không phải không có hợp kim hay sao. Đội hình nó còn đẹp, nó 1 2 3 4 chức năng hay sao á. Đảo chiều đó là con thường, con bú là có rồi. Dạ không ạ. Đục. Dặn đục. Cứng. Dặn đục cũng được anh em nha. Còn qua đục là cứng. Dặn qua cái này thì nó cứng. Không phải không biết là chức năng gì đâu anh em nha. Rồi tơi E6 sơi. Con này nó là tơi E6 sơi chạy ngon lành luôn, 650W mà nó bị mất cái đầu chụp cao su kìa. Mất cái đầu. Đấy. Còn cái túi hút bụi đây anh em. Đây nè, còn cái túi nè. Hiệu ti nè. Hiệu ti 6 sơi của nó luôn. Hiệu ti 6. SR sơi đời gì đây. Rồi ok. Nguyên một cái video em quay sau là về vậy anh em nhé. Rồi cái này 190 800 nguyên thùng. Thùng to lắm anh em. Rồi còn có máy điện anh em. Rồi con này 191. 1.3 triệu. Con này rửa xe sao anh em ơi. Đây 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 em, không phải gì đó. Cặp này được rồi, cùng. Rồi, con này thì đây, không có dây cái ống gì đâu anh em nha. Hình như con này cũng xịt thuốc hay là rửa xe vậy đó anh em. Này, động nè. Bệnh nghề nghiệp đó anh em ơi. Em làm dây chai từ nhỏ tới lớn giờ em thấy cái cục nào bằng đồng là em kêu cục đó cục đồng. Thật bệnh nghề nghiệp. nguyên đét luôn anh em nha. Rồi mã 191 con này anh em về rửa xe xịt thuốc gì đó anh em làm ha. Rồi mã 194 1.300.000 bao ship nha. Còn ống cống điếu ở sau nè. Cái thùng 192. Rồi 192 4.500 luôn. Thùng của tớp con, thùng này là thùng tớp con. Đấy, chưa lâu chưa chùi đâu anh em nha. Đấy, về sau đi dạy luôn. Này, ống kính của nó đây, kính nó còn ok nha. Đã vô ống kính của tớp con. Tớp con A tơi đời 5. Rồi ok. Rồi 192 4.5 luôn. Thùng này dài hơn gan anh em ạ. Rồi có thước đỏ 30 anh em ạ. Rồi tiếp tục tới 4 con cơ xích nữa là hết anh em ạ. 193 con này đó, 550k. Hàng em thì em lôi tới đâu bán tới đó anh em nha. Cứ trong bao em rạch ra coi như bao nào có gì em bán nấy à. Rồi cái này thì nó là một con cơ xích hiệu của Đu Lúp Rúp gì đây. Thấy cái làm của nó là Đu Lúp Rúp gì đây anh em nha. Làm này nó có cái răng xích đây. Con cái này giật được anh em nha, mất cái nắp này rồi. Giật em. Cái này giật được. Quay cho này. Alo. Em đang dạ em đang quay video tao xíu đây rồi em kiểm em gọi lại cho. Dạ. Rồi cái mã này 550k. Rồi 193 550. Con này hiệu gì anh em nhá? Không biết luôn, gãy cái tay hay sao? Bức ốc. Bức chóc.
giật được anh em ơi. Rồi mã 193 550 anh em nha. Đi. Con này khỏi giật luôn. 194. Quấn quay được hả? Quay được. Ủa giật đâu? Giật mất luôn. Ủa giật mất luôn rồi anh em ơi. Con này còn hơi. Ủa giật mất rồi. Rồi con này kiểu gì? Hitachi. Hitachi. Rồi, con này mất luôn, ủi giật luôn anh em nha. Cái khúc trên nó nát rồi. Mất sên luôn. Mất sên luôn, mất xích nè. Nói chung là có sao mà có sao là về vậy anh em. Đấy. Rồi, 194 400k luôn anh em ơi. Mấy cái loại mà cưa xích đó anh em, thiệt sự là nếu mà khi nó đã lộn cho con cụ là nó xấu lắm. Tại vì cưa xích này coi như là hàng mà rớt công xuống đồng 1.350.000 một cây, là coi như là bên đó người ta lựa coi như là hàng cây đủ đồ, đủ làm đủ xích. Nói chung là hàng đẹp nó lựa ra bán 1.350.000 đếm tới rồi. Một khi nó lộn vô này không có cái cây nào mà coi như là nó nguyên vẹn hết á. 95 250. Con này thổi gió mà nó chỉ còn mất cái nắp này anh em, cứng luôn rồi, mất cái nắp chụp bên đây rồi. Còn cái motor bên này. Còn quay thì do. Còn motor bên này 195 250k. 250. Đang sát luôn em. Anh em giờ lấy phụ thuộc nha, hàng Estin rồi 250k đi luôn rồi. 195 250. Rồi 196. 196. Rồi con này cứ xích cứng luôn. Rồi bao cứng luôn, 350 anh em nha. Đó, 350k. Rồi ok luôn, hàng của Tanaka. Tanaka gì đây? Rồi. Rồi 350k hết luôn. Rồi kết thúc chương trình anh em ơi. Thì chiều hôm nay lên như sới hôm nay lên như đây anh em nha. Rồi tiếp tục là tối chiều nay tầm khoảng 5:30-6 giờ em lên tiếp anh em nha. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha.